Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên, mình sẽ nhân hai vế cho 2 cos 10 độ. Tiếp tục, chúng ta có công thức như sau. Như vậy, 2 cos 10 độ với sin 10 độ sẽ biến đổi thành sin 20 độ. Tiếp tục, số 8 chúng ta tách ra thành số 2 nhân với là số 4. Tiếp tục, 2 sin 20 độ cos 20 độ chúng ta sẽ đổi thành sin 40 độ. Tiếp tục, số 4 tách ra thành số 2 nhân với là số 2. 2 sin 40 độ cos 40 độ chúng ta đổi thành sin 80 độ. Tiếp tục, mình chia hai vế cho số 2. Như vậy, chúng ta sử dụng phương pháp công thức như sau. Như vậy, cái cục này mình sẽ biến đổi thành cos 90 độ trừ cho 80 độ. Thì cái này là đúng. Và đây chính là cách chứng minh. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.